Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Chris, mình đến từ Kiếm Tiền Center. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để đăng ký tài khoản Google AdSense để chúng ta có thể kiếm tiền với website của chúng ta bằng Google AdSense ha. Thì Google AdSense là một hình thức kiếm tiền đã khá là nổi tiếng rồi. Mình sẽ không nhắc lại ở video này. Kiếm Tiền Center đã có một bài viết chi tiết về Google AdSense rồi. Mình sẽ để liên kết bài viết đó ở phần mô tả video này. Các bạn có thể vào các bạn xem nha. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký thôi. Rồi để đăng ký Google AdSense thì các bạn sẽ truy cập vào đường dẫn Google AdSense thì mình sẽ để liên kết ở bên dưới phần mô tả video này, các bạn có thể vào và đăng ký. Rồi khi mà các bạn vào đường dẫn này rồi ha thì chúng ta sẽ chọn nút là Sign Up Now ở đây để chúng ta tiến hành đăng ký. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ điền địa chỉ website của các bạn vào đây. Lưu ý là khi mà đăng ký Google AdSense thì các bạn cần phải có một website, và website của các bạn là đã có một lượng traffic nhất định rồi thì chúng ta mới đăng ký được. Ngoài ra thì nội dung website của các bạn cũng phải tuân thủ theo các nguyên tắc của Google. Thì trong bài viết về Google AdSense của Kiếm Tiền Center đã có nói về những cái lưu ý này, các bạn có thể vào xem nha. Rồi ở đây đầu tiên thì các bạn sẽ điền địa chỉ website của các bạn vào đây. Rồi sau khi điền địa chỉ website rồi thì các bạn sẽ điền địa chỉ email address của các bạn vào. Rồi sau khi điền địa chỉ email rồi các bạn sẽ tích chọn phần yes hay no ở đây đều được để Google gửi thêm cái thông tin vào cái email này. Rồi save và continue ha. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái quốc gia. Thì chúng ta làm Google AdSense ở Việt Nam, website của mình là tiếng Việt cho nên mình sẽ chọn là Việt Nam ha. Rồi các bạn kéo xuống phía dưới, đây là điều khoản của Google AdSense. Thì các bạn đọc qua điều khoản này, sau đó các bạn ấn nút tích ở đây là đồng ý điều khoản ha. Rồi chúng ta chọn nút tạo tài khoản Create Account ở đây. Rồi rồi ở đây các bạn sẽ thấy là cửa sổ sẽ xuất hiện một cái Payment Profile, là một cái thông tin về thanh toán cho tài khoản Google AdSense của các bạn. Để khi mà các bạn kiếm được tiền từ website của mình rồi thì Google sẽ gửi tiền cho các bạn. Thì ở đây nếu mà các bạn nhập địa chỉ email của mình vào và Google đã lưu lại những thông tin từ cái tài khoản của bạn trước đó rồi thì bạn sẽ không cần nhập lại. Còn nếu như mà các bạn cần tạo một cái thông tin tài khoản mới để Google thanh toán ha, thì các bạn có thể ấn chọn ở đây. Rồi các bạn chọn cái Create Payment Profile để chúng ta tạo một cái tài khoản mới. Còn nếu như các bạn có tài khoản rồi thì các bạn giữ như cũ ha. Đây mình có tài khoản rồi thì mình sẽ giữ như cũ ở đây. Rồi mình để như vậy ha. Rồi sau đó mình ấn nút Submit ở đây là mình sẽ gửi cho Google. Tiếp theo là Google sẽ gửi cho bạn một đoạn code để xác thực website của chúng ta. Thì các bạn sẽ đặt cái đoạn code này vào trong cái thẻ head trong website của chúng ta ha. Rồi ở đây nếu như bạn nào rành về code thì các bạn có thể dễ dàng đặt cái đoạn code này vào trong giữa cái thẻ head trong website của chúng ta. Còn nếu như bạn nào không rành về code thì các bạn có thể làm như thế này. Các bạn sẽ cài một cái plugin WordPress. Đây các bạn vào trong WordPress rồi các bạn sẽ search một cái plugin là Insert Headers and Footers. Cái plugin này sẽ cho phép chúng ta đặt các mã code của các dịch vụ như là Facebook Pixel hay là Google Analytics hay là Google AdSense vào trong thẻ header và footer của chúng ta. Thì các bạn cài và các bạn active cái plugin này. Rồi sau khi mà các bạn đã kích hoạt rồi thì các bạn vào phần setting ở đây. Rồi các bạn chọn cái insert header and footer này. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai phần là header với lại footer. Thì Google AdSense yêu cầu chúng ta copy cái đoạn code này trong cái thẻ head. Đây là header ha, thì mình sẽ copy cái đoạn code này ha. Rồi mình sẽ dán nó qua thẻ header của mình. Đây nếu như nó có nhiều code thì các bạn cứ cắt dòng ra. Rồi các bạn dán vào là được. Rồi sau đó các bạn dán vào rồi các bạn ấn save để lưu lại ha. Rồi sau khi đã lưu lại rồi thì các bạn quay qua đây. Các bạn chọn cái phần là tôi đã dán cái mã code trong website của tôi rồi. Rồi sau đó các bạn ấn Done ở đây. Rồi như vậy là xong ha. Bây giờ thì bạn sẽ đợi cho Google họ xem xét tài khoản của chúng ta, xem website của chúng ta có đủ điều kiện để tham gia chương trình Google AdSense hay không. Nếu mà được rồi thì bạn sẽ nhận thông báo qua email. Rồi ha, bây giờ mình quay trở lại rồi đây. Trong khoảng từ 24 tới 48 giờ, nếu mà không có gì thay đổi thì các bạn sẽ nhận được một cái email thông báo từ Google là chúng ta đã đăng ký Google AdSense thành công. Và bây giờ các bạn đã có thể bắt đầu đặt quảng cáo Google AdSense trên website của chúng ta và bắt đầu kiếm tiền với Google AdSense được rồi. Nếu như mà các bạn đăng ký vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì các bạn có thể đợi trong thời gian lâu hơn. Còn bình thường là trong khoảng từ 24 tới 48 giờ là các bạn sẽ được duyệt ha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách để chúng ta có thể đăng ký tài khoản Google AdSense và bắt đầu kiếm tiền với Google AdSense trên website của chúng ta rồi. Chúc cho mọi người sẽ thực hành thành công. Nếu như các bạn thấy video này có ích thì hãy nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Kiếm Tiền Center để nhận được những hướng dẫn mới nhất từ Kiếm Tiền Center nhé. Tạm biệt mọi người.
Thank you.